Vào lễ bế mạc giải vô địch Pokemon Thế giới diễn ra vào ngày 21 tháng 8, chúng ta đã được biết thêm một số thông tin về thế hệ thứ 9 của Pokemon trong bản Scarlet và Violet. Bởi vì đây là một giải đấu nơi mà tất cả những ai chú ý đến đều rất quan tâm đến chiến thuật, cho nên những thông tin mà chúng ta được biết đều liên quan mạnh đến chủ đề này. Đầu tiên, trailer mang đến cho chúng ta một Pokemon mới tên là Cyclizar, Pokemon thú cưỡi, hệ rồng và thường. Thoạt nhìn vào hình dáng của Pokemon này, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ đến hai Pokemon huyền thoại trên bìa đĩa của hai bản game mới, đó là Coraidon và Miraidon, mặc dù trông con Cyclizar nó phèn hơn rất là nhiều. Trong phần thông tin mô tả của Pokemon này, chúng ta được biết đây có vẻ không phải là Pokemon huyền thoại, mà ngược lại thì chúng cực kỳ phổ biến ở vùng Paldea. Người ta cưỡi Pokemon này là chuyện bình thường và nó cũng hiền lành ôn hòa, không ngại để cho con người cưỡi lên. Thậm chí hơi ấm của con người còn giúp cho cơ thể của Pokemon này đỡ bị lạnh. Có thể bản thân loài Cyclizar không phải là một Pokemon huyền thoại và cũng không trực tiếp tiến hóa thành Pokemon huyền thoại, mà có thể đây sẽ là một dạng cá biệt siêu hiếm như là trường hợp của con Carbink đột biến thành Diancie, cho nên chỉ có người chơi chúng ta mới có cái niềm vinh hạnh được cưỡi chế độ mà thôi. Cũng có thể cái dạng biến đổi này sẽ liên quan đến cốt truyện riêng của bản Scarlet và Violet, khi mà chúng ta tìm cách du hành về quá khứ hay là tương lai, một nguồn năng lượng nào đó sẽ khiến cho Cyclizar của chúng ta biến đổi thành Coraidon và Miraidon. Cơ mặt tầm này thì khá chắc là chúng ta sẽ phải cưỡi con sấy cùi bắp ở phần đầu game cho đến khi nào nó biến đổi. Ngoài ra còn một số thông tin nữa về Pokemon này, ví dụ như đặc tính của nó sẽ là Shed Skin, cho phép nó ngẫu nhiên hóa giải hiệu ứng bất lợi trên người. Còn một chiêu thức mà chúng ta thấy nó sử dụng trong trailer đó là Shift Gear, gia tăng 2 bậc tốc độ và 1 bậc công vật lý, một chiêu setup rất lợi hại mà cho đến bây giờ cũng không nhiều Pokemon học được. Nhưng cái tâm điểm đáng chú ý nhất trong phần giới thiệu Pokemon này là chiêu thức hoàn toàn mới, Shed Tail. Anh em có thể hiểu nôm na đây là thằn lằn rụng đuôi để chạy trốn kẻ địch trong tự nhiên. Cũng không có thông tin nào xác nhận về việc Cyclizar là Pokemon duy nhất học được chiêu này hay là còn Pokemon nào khác nữa. Bởi vì trong thế giới Pokemon chúng ta thực sự có rất nhiều thằn lằn. Nhưng mà tôi cũng thực sự hy vọng không nhiều Pokemon học được, bởi vì đây là một chiêu cực mạnh sẽ có thể khiến một Pokemon nào đó hoàn toàn đổi đời. Tác dụng của chiêu Shed Tail này sẽ là Pokemon thi triển hy sinh 50% tổng sinh lực để tạo ra một hình nhân thế mạng. Sau đó nó sẽ ngay lập tức quay trở về bóng và đổi chỗ cho một đồng đội khác ra ngoài. Lúc này đồng đội đảo ra vẫn sẽ núp sau cái hình nhân vừa được tạo. Đây kiểu như là anh em sử dụng Substitute và Baton Pass cùng một lúc vậy. Chỉ khác ở một chỗ là nó mất nửa bình máu chứ không phải là 1/4 như là Substitute thông thường. Điều này thực chất cũng chỉ là để chống spam, hạn chế số lần sử dụng của chiêu Shed Tail trong cùng một trận đấu thôi. Chứ cái lượng máu phải hy sinh nó cũng không đi đâu mất mà sẽ được chuyển vào cái hình nhân thế mạng kia và sẽ có nhiệm vụ đỡ đòn cho Pokemon đồng đội sau này. Vậy là Pokemon đồng đội đảo ra sau đó sẽ được an toàn, có thêm một tấm bia đỡ đạn mà cho dù bị phá hủy ngay lập tức đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân. Còn nếu như đối thủ dùng chiêu thức yếu không phá được hình nhân thế mạng thì cũng coi như lãi thêm được một lượt miễn phí, đã thế lại còn hoàn toàn miễn nhiễm với hầu hết các chiêu thức hiệu ứng chừng nào mà hình nhân này còn tồn tại. Nếu như anh em thắc mắc là cái hệ của hình nhân thế mạng này có thay đổi theo Pokemon mới được tung ra hay không thì câu trả lời là có nhá. Chung quy cái chiêu Substitute trước giờ nó hoạt động như thế nào thì chiêu này cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Các ứng dụng thì anh em có thể tham khảo cái video phân tích chi tiết về chiêu này, tôi sẽ để link dưới phần mô tả nhé. Ứng dụng của chiêu Shed Tail này khá hiển nhiên là dùng để đưa những Pokemon chủ lực đam to nhưng mỏng manh dễ vỡ của anh em vào sân, cho nó một tấm lá chắn để có khoảng trống thoải mái mà gia tăng chỉ số thiết lập thế trận, hay có thể đơn giản là hạ gục Pokemon đối thủ mà bản thân không bị đe dọa quá nhiều. Thậm chí còn được tích hợp thêm cả cái tính năng thăm dò đội hình đối phương của các chiêu Pivot, có thể đặt một vài đối thủ vào những tình huống khó xử hơn cả hai chiêu cộng lại. Về mức độ ưu tiên của chiêu Shed Tail này thì tôi nghĩ nó cũng sẽ giống như Substitute thôi, đó là không có. Để mà đối phó với chiêu thức này thì cũng giống như cái cách mà anh em đối phó với Substitute, đó là Taunt để ép đối thủ chỉ có thể dùng các chiêu thức tấn công, hay là sử dụng những chiêu dạng âm thanh, những Pokemon có đặc tính Infiltrator để có thể tấn công xuyên qua hình nhân thế mạng. Đặc biệt là có một số chiêu thức vừa được dùng để counter Substitute, vừa được dùng để counter đảo Pokemon, đó là Roar và Whirlwind. Đây là hai chiêu mà có thể đánh xuyên qua Substitute, đẩy Pokemon phía sau về bóng và dĩ nhiên sẽ phá hủy cả cái hình nhân thế mạng cũng như là bao nhiêu công sức thiết lập chỉ số của Pokemon đội bạn, chúng nó sẽ mất cả chỉ dẫn trải. Chiêu thức thứ hai được giới thiệu đó là Terra Blast.
Đây là một chiêu thức hệ thường nhưng sẽ biến đổi hệ khi mà Pokemon của anh em sử dụng Terastallize. Ví dụ ở đây con Tyranitar biến thành hệ ma thì chiêu Terra Blast của nó lúc này cũng sẽ mang hệ ma. Cái chiêu này được sinh ra là để cho anh em có biến Pokemon của mình thành hệ gì thì vẫn có chiêu thức cùng hệ để dùng, không bị thọ sát thương. Thậm chí Terra Blast còn tự động so sánh công vật lý và công đặc biệt của Pokemon sử dụng. Cái nào cao hơn thì nó sẽ biến thành chiêu của bảng đó. Có điều chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin gì khác về sức mạnh hay là độ chính xác của chiêu này để mà đánh giá xem cái độ ảnh hưởng của nó đến đâu. Ngoài hai chiêu thức nói trên ra thì trailer cũng giới thiệu thêm 3 trang bị mới cho Pokemon sử dụng. Đầu tiên là Mirror Up. Đây là trang bị dùng một lần sẽ kích hoạt ngay khi đối thủ được gia tăng chỉ số và sao chép cái gia tăng đấy về cho mình. Đáng chú ý ở đây là nó chỉ sao chép cái phần gia tăng thôi, còn cái nào bị giảm thì để đấy tôi nhường bạn, cho nên anh em cũng không cần phải lo bị ăn Close Combat vào mặt mà lại còn bị giảm thủ đâu. Trang bị này hiển nhiên sẽ khiến cho những Pokemon đam mê nhảy múa sẽ phải suy tính kỹ lưỡng hơn trước khi sử dụng chiêu trò của chúng. Ví dụ như Dragon Dance Gyarados, Sword Dance Scizor, Weaver Dance Volcarona hay là Shell Smash Cloyster. Đáng lẽ ra bình thường những Pokemon này sẽ có thể chịu được 1-2 đòn của đối thủ rồi phản công. Nhưng mà cái việc gia tăng không cẩn thận sẽ không chỉ khiến cho đối thủ của chúng mạnh lên mà bản thân cũng có nguy cơ bị hạ gục ngay lập tức. Anh em cũng có thể dự đoán những cú setup của đội bạn và tung Pokemon cầm Mirror Up của mình ra để hưởng sái. Đặc biệt là những Pokemon có đặc tính Unaware sẽ không quan tâm đến gia tăng chỉ số của đối thủ. Một số Pokemon không có chiêu setup cũng có thể lắt léo một chút, ví dụ như dùng chiêu Swagger lên Pokemon đối phương rồi copy lượng attack được gia tăng. Hay là những Pokemon có đặc tính Intimidate sẽ có thể nhảy vào mặt đối thủ có đặc tính Defiant để chủ động kích hoạt Mirror Up trên người mình hoặc trên người đồng đội bên cạnh. Trang bị thứ hai được show trên trailer đó là Loaded Dice, có tác dụng tăng tỷ lệ đánh nhiều lần của những chiêu thức liên hoàn, ví dụ như Bullet Seed, Rock Blast và Icicle Spear, vốn có thể đánh hên xui từ 2 đến 5 hit với tỷ lệ xác suất là 35% đánh 2 hit, 35% đánh 3 hit, 15% đánh 4 hit và 15% đánh 5 hit. Có điều là bây giờ chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác cái tỷ lệ mà trang bị xuất sắc này gia tăng là bao nhiêu. Tôi thì tôi vẫn không đánh giá cao lắm bởi vì nó vẫn mang tính may rủi. Nếu như anh em giống như tôi thì có đeo thêm cái xúc sắc này vào vẫn sẽ đánh hay hit như thường. Còn một trang bị nữa không được show trong trailer mà chỉ có thông tin trên trang chủ của Pokemon Scarlet và Violet, đó là Covert Cloak. Cái áo choàng này sẽ bảo vệ Pokemon trang bị khỏi các hiệu ứng phụ đến từ đòn tấn công của đối thủ, giống như tác dụng của đặc tính Shield Dust. Đây là một đặc tính rất mạnh nhưng mà các Pokemon sở hữu thì hầu như quá yếu để tận dụng, giờ đây thì nó trở thành trang bị của mọi nhà. Ví dụ cụ thể nhất, anh em có thể thấy chiêu fake cao trong đấu đôi nó khó chịu như thế nào. Với trang bị này thì Pokemon quan trọng của anh em sẽ không lo bị choáng từ fake cao, Rock Slide, Air Slash, không còn lo bị bỏng từ Scald, không còn bị tê liệt bởi Nuzzle hay là bị giảm sát thương từ Snarl và Moonblast, nó có thể tự do làm bất kỳ điều gì nó muốn. Thì gần như là thế, bởi vì đáng chú ý cái chiêu này chỉ loại bỏ hiệu ứng từ những chiêu thức tấn công gây đam thôi. Còn những cái chiêu nào mà vốn chỉ có tác dụng gây hiệu ứng thì vẫn dính như thường, ví dụ như là Thunder Wave, Spore hay là Will-O-Wisp. Và trang bị này có lẽ cũng sẽ không chống được hiệu ứng phá đồ của chiêu Knock Off bởi vì đặc tính Shield Dust cũng không thể chống được chiêu này. Có lẽ thôi nhá. Và đại khái đấy là những thông tin mới mà chúng ta được biết thêm qua trailer mới nhất của Pokemon Scarlet và Violet. Cá nhân tôi thấy rất là hào hứng và có phần hơi e ngại với những trang bị và chiêu thức này, kiểu như là họ đủ điên để cho Blissey học Shedtail hay là gì đấy. Thế còn anh em có nghĩ ra những combo độc đáo nào với những món đồ chơi mới này không? Hãy cùng chia sẻ dưới phần comment để cho mọi người cùng thông não nhé. Cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của anh em trong những ngày vừa qua. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!